Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Cây rong của thỏ Úc. Và bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe nhé. Mùa thu đã qua, mùa đông đã tới. Thỏ mẹ dẫn các con ra vườn và bảo: "Các con ạ, bây giờ là vụ rau rồi, mẹ sẽ dạy các con trồng củ cải nhé." Ba anh em thỏ ríu rít trả lời: "Thưa mẹ, vâng ạ, thưa mẹ, vâng ạ." Bốn mẹ con quây quần bên luống đất. Mẹ bắt đầu giảng: "Muốn trồng được rau thì người ta phải làm đất rồi gieo hạt." Nhưng mới nghe mẹ nói vậy thôi, thỏ út đã thì thầm: "Thế thì mình cũng đã biết rồi." Và không chú ý nghe mẹ nói nữa. Chúng ngồi đấy, nhưng còn mải mê nhìn theo con bướm bướm ngoài vườn, nên chẳng biết mẹ còn dặn điều gì nữa. Mẹ giảng xong, ba anh em bắt đầu làm việc. Mỗi người phải trồng một luống rau nho nhỏ. Hai anh em của thỏ út cặm cụi cuốc đất, đập đất cho nhỏ tơi ra rồi mới gieo hạt. Còn thỏ út thì chỉ làm qua quýt rồi nhảy đi chơi. Ít ngày sau, hạt giống nảy mầm, những cây rau bé li ti hiện ra. Hai luống rau của các anh cây mọc đều, trông như những chiếc khăn màu xanh tươi phủ lên mặt đất. Còn luống rau của thỏ út thì mọc thưa thớt, cây cao, cây thấp. Thế nhưng thỏ út vẫn mải chơi, chẳng chịu chăm bón gì cả. Tới vụ thu hoạch, cây rau náo của các anh lá cũng rất to, củ cũng to. Còn những cây rau của thỏ út thì cằn cỗi vì thiếu nước, củ bé tí tẹo. Thỏ út xấu hổ quá, biết nói sao với mẹ bây giờ. Thấy vậy, thỏ mẹ bảo: "Nếu con chú ý nghe lời mẹ và chăm sóc vườn rau thì rau của con sẽ tươi tốt, đúng không nào?" Sau vụ ấy, thỏ út hỏi lại mẹ cách làm đất, trồng rau, vun luống, gieo hạt, rồi bắt đầu trồng lại rau khác. Đúng như lời thỏ mẹ đã nói, phải biết cách trồng và chăm sóc tưới bón. Lần này, rau của thỏ út lớn rất nhanh. Đến vụ thu hoạch, thỏ út trở về nhà, những cây rau lá xanh non. Thỏ út rất vui. Thỏ mẹ còn vui hơn nhiều vì thấy thỏ út đã biết chăm chỉ và chịu khó làm việc. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Nếu các bé thấy hay, hãy like, comment và nhớ đăng ký kênh Cô Nga Mầm Non để các bé sẽ được nhận những video mới nhất từ cô nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bé.